Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang tiếp tục đi câu cá, cũng địa điểm cũ nha cô chú anh chị và các bạn. Tại Phúc Khang nhà kế bên là có một cái bờ kè ven sông, cho nên là Phúc Khang hay ra câu cá giải trí để gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị và các bạn xem đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Và cũng đừng quên bấm quả chuông để nhận được những thông báo mỗi khi Phúc Khang có video mới nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ kênh Phúc Khang ẩm thực. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Thì địa điểm Phúc Khang câu này là sông Phước Long, ngã ba sông Phước Long nha cô chú anh chị và các bạn. Thì sông Phước Long cũng rất là to, cá thiên nhiên cũng rất là nhiều, cá chê, cá chép, cá mè, cá dảnh, cá nâu, rất là nhiều loại cá nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang câu cũng có khi thì cá rất là nhiều, có khi Phúc Khang câu không có, một hai con cũng có, tùy theo con nước nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang làm câu cá giải trí để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem, giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, mình xem để giải trí. Cá thì cũng ăn rất là nhiều nhưng mà nãy giờ không dính cô chú anh chị và các bạn. Hụt không à. Cho nên là hôm nay cá cũng không được nhiều lắm. Mong là dính được cá để quay video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây view rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Xa xa là tòa nhà chung cư Đức Hải ở quận 7 nha cô chú anh chị và các bạn. Cái đoạn sông này là đi thẳng lên là tới khu Phú Mỹ Hưng luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Chạy lên khoảng tầm 200-300m nữa là tới dính cá rồi cô chú anh chị và các bạn. Dính được một em cá chê rất là to. Em cá chê này khoảng tầm 1 ký hơn đó, cô chú anh chị và các bạn. Đây, dính được một em to và một em bé. Em bé thì nhỏ thì chút xíu Phúc Khang sẽ thả lại. Còn em to này Phúc Khang hỏi có ai ăn không thì Phúc Khang tặng, còn không thì Phúc Khang cũng thả luôn. Video Phúc Khang hôm nay đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cũng như đồng hành ủng hộ Phúc Khang. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo.